Tối ngày 23 tháng 4 năm 2019, lực lượng liên ngành thuộc trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt làm nhiệm vụ tại khu vực ga Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, phát hiện ô tô bán tải biển kiểm soát 29C05264 có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa nhập lậu, đã tiến hành truy đuổi, dừng phương tiện để kiểm tra. Chiếc xe vận chuyển 5 bao tải nội tạng lợn đã bốc mùi hôi thối, không có hóa đơn chứng từ và chứng nhận kiểm dịch. Quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận số hàng do một số người dân mang từ Trung Quốc về qua các đường mòn biên giới, sau đó mua lại rồi vận chuyển về xuôi để bán kiếm lời. Tổ kiểm soát đã xử phạt hành chính, bàn giao số hàng bất hợp pháp cho đơn vị chức năng tiêu hủy. Buôn bán, vận chuyển trái phép hàng nhập lậu tại Lạng Sơn những tháng đầu năm vẫn diễn biến rất phức tạp, bất kể ngày hay đêm. Số liệu của Ban chỉ đạo 389 Lạng Sơn cho thấy, trong số 1.508 lượt vụ các lực lượng chức năng trên địa bàn tiến hành kiểm tra trong quý 1 năm 2019, số vụ việc vi phạm đã bị xử lý rất cao, lên tới 1.161 vụ. Riêng tại trạm kiểm soát Liên hợp Dốc Quýt, trong 4 tháng đầu năm, trong số 53 lượt vụ tiến hành kiểm tra thì cả 53 vụ đều vi phạm. Các đối tượng bị buộc phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp là 897,7 triệu đồng. Cục Quản lý Thị trường Lạng Sơn cũng cho biết, trong tổng số 946 lượt vụ đơn vị đã thực hiện kiểm tra trong quý 1 năm 2019, số vụ việc vi phạm cũng lên tới 689 vụ với tổng số tiền đã xử lý vi phạm hành chính là 19 tỷ đồng, bằng 213% so với cùng kỳ năm 2018. Trong các ngày 23, 24, 25 tháng 4 năm 2019, các đội quản lý thị trường số 1, số 4, số 9 liên tục phát hiện, bắt giữ, xử lý các vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu giả nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, hàng hóa mất vệ sinh an toàn thực phẩm, v.v. Theo Ban chỉ đạo 389 Lạng Sơn, việc kiểm soát buôn lậu xuất nhập cảnh ở một số khu vực biên giới trên địa bàn, các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ còn chưa thực sự quyết liệt, triệt để. Quản lý sử dụng hóa đơn chứng từ cũng chưa chặt chẽ là những nguyên nhân đã góp phần khiến cho tình trạng buôn bán vận chuyển hàng nhập lậu ở Lạng Sơn vẫn diễn biến phức tạp.